Quý vị thân mến, khoảng 2 ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc thì có rất là nhiều những cái sự thay đổi. Mấy hôm thôi chúng ta thấy rằng là trời còn khá là khô nóng nha. Và ví dụ như là buổi trưa hay là buổi chiều, đôi khi chúng ta chỉ cần một áo nhẹ dài tay thôi là chúng ta đã thấy rằng là đủ ấm rồi. Nhưng mà sang một hôm sau thì chúng ta thấy rằng là rất lạnh luôn và thậm chí là rét đậm rét hại. Thậm chí với Vân Anh trong những ngày này, Vân Anh cảm thấy là có lẽ là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đông cho tới bây giờ luôn, và mình sẽ phải dùng tới tất cả những cái áo ấm nhất, áo len này, áo phao này, quần tất này, mũ này ra đường là bịt kín mít như một ninja vậy. Mà kể cả mình có đi bộ trên đường thôi là mình cũng có cảm thấy gió á. Và khi mà những cái thời tiết hanh hao như thế này thì ngoài việc bảo vệ sức khỏe thì chị em phụ nữ còn phải quan tâm tới làn da của mình nữa. Bởi vì da của chúng ta rất dễ bị khô và bị nẻ. Và thể đầu tiên ấy của Vân Anh sẽ là môi. Cứ đến cái thời tiết này là mình thấy là nhất là chúng ta còn hay dùng son nữa. Dạ, là đúng rồi ạ. Môi của mình rất là hay bị nẻ này, đôi khi nó sẽ tạo thành những cái vẩy vẩy ấy. Và khi mình đánh son nên mình cảm thấy không đẹp một chút nào cả, nên là cái quá trình bôi dưỡng môi cũng phải thực hiện thường xuyên hơn. Mọi người có để ý không, đấy là đôi khi mà môi khô quá thì chúng ta theo thói quen còn cứ hay bóc lấy cái vẩy ra và nó chảy máu. Nó rất là kinh khủng. Chuyên gia đây, ngày nào cũng bóc hết. Bị tình trạng môi khô bất kể thời tiết luôn chị. Thực sự là như vậy luôn, cho nên là cứ mỗi lần bong da là cứ bóc và càng bóc thì nó càng chảy máu. Nhưng mà những cái ngày lạnh này thì có bị khô nhiều hơn? Khô nhiều hơn chứ chị, nói chung là hè nó cũng khô mà lạnh nó còn khô hơn. Cho nên thường xuyên lúc nào là mình cũng phải xài dưỡng môi. Nhưng mà cái loại dưỡng môi mà mọi người review tốt nhất với em nó cũng không có tác dụng luôn. Nhưng mà bây giờ môi chị đang đánh son cũng rất là đẹp, thế thì làm nào? Thì nó vẫn khô thế thôi, nhưng mà nếu tại vì mình cái cảm giác là bây giờ môi nó căng ra, tại vì mọi người biết cái cảm giác mà khi mà môi nó khô, mình lấy tay của mình bóc ra mà mình còn bôi son lên, cái cảm giác môi nó căng ra, trời sót vô cùng sót luôn. Đó cho nên thường xuyên lúc nào là trước khi đánh xong môi á, là mình cũng sẽ bôi một cái lớp dưỡng, nhưng mà bôi nhiều quá thì cái môi nó sẽ bị chèm nhẹp, nó bị bóng quá thì đúng không rồi. Có được, chỉ có thể bôi một cái lớp son dưỡng mỏng nhẹ thôi thì cũng không có đủ cái tác dụng làm ẩm lắm. Rõ ràng là son dưỡng thì chắc chắn là đây là một cái công cụ không thể thiếu chị em trong mùa này. Còn ngoài son dưỡng ra, Vân Trang có cái cách nào để còn dưỡng môi mình cho đỡ khô hơn? Thực ra em nghĩ là cái mà chúng ta cần phải chú ý nhiều nhất đấy là nước, uống rất là nhiều nước. Uống rất là nhiều nước. Bên cạnh đấy thì thực ra môi của em thì không phải là bị khô. Không phải hay bị khô, tức là ngày xưa khi mà hồi em còn học đại học á thì môi của em bất chấp những loại son lì, như kể cả những cái loại son lì nhất em vẫn có thể đánh một cách rất là mướt. Không sợ khô môi đúng. Thế nhưng mà càng những cái thời gian gần đây khi mà em đã bắt đầu phải làm việc rồi là lên hình nhiều hơn thì môi nó cũng rất là khô, và đặc biệt là mùa đông này có thể bóc được như chị Vân Anh luôn á. Thì em thấy là có một cái mà em cảm thấy mà có ích nhất với em, đấy chính là Vaseline. Cái hũ mà nó rất là rẻ, chỉ có 70.000 thôi, nhưng mà cực kỳ là dưỡng ẩm, rất là tốt. Đây là do hợp đó. Nhiều người có thể chọn chứ những mỹ phẩm rất là đắt tiền nha, nhưng mà lại không hợp. Đôi khi có những mỹ phẩm có thể giá bình dân hơn nhưng mà lại hợp với làn da và cơ địa của chúng ta. Và một điểm nữa mà Vân Anh thấy đó là chính là việc của chúng ta chọn son môi. Với phụ nữ thì rõ ràng là nếu như mà ra đường bắt buộc là phải trang điểm một điều gì đó, chắc chắn là chúng ta sẽ đánh son. Đó. Và thông thường thì là trước đây Vân Anh rất là thích những cái loại son mà đậm màu, nhưng mà những cái son đấy có rất là nhiều chì và nó giữ màu rất là tốt lì, nhưng mà lại gây hại cho môi, chính là những cái son lì đó. Nhưng mà càng ngày thì mình cảm thấy rằng là chúng ta nên chọn những cái loại son mà nó có thành phần tự nhiên hơn hoặc là có nhiều độ dưỡng hơn. Nhưng lúc đó thì chúng ta cũng sẽ phải xác định là có thể nó sẽ dễ trôi hơn hoặc là màu có thể không đẹp. Được đẹp như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên sẽ đảm bảo được cái yếu tố là giúp cái làn môi của chúng ta được ẩm hơn, cũng như là đỡ cái tình trạng là bị bong chóc này, và sau đó thậm chí chúng ta bị hay có thói quen là bóc da thì có thể bị chảy máu như Vân Anh có chia sẻ đó. Vâng, đó cho nên mới thấy là cái việc mà lựa chọn son cũng rất là quan trọng. Đôi khi á là mình quên mất, mình cứ lựa chọn theo cái tiêu chí là thương hiệu là son đẹp và chúng ta quên mất màu là đẹp. Màu đẹp cho nên quên mất là đôi môi của chúng ta cũng cần cái sự dưỡng ở trong đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải biết một số nguyên nhân tại sao mà chúng ta khô môi. Ví dụ một số nguyên nhân như sau là thay đổi thời tiết này, rồi do chúng ta không tẩy trang môi trước khi đi ngủ. Lão hóa cũng là một trong những tác nhân đóng vai trò chủ yếu gây khô môi này. Uống nước không đủ hoặc là thói quen cắn môi, liếm môi cũng làm cho tình trạng khô môi rồi chảy máu. Nếu như chúng ta dùng tay chạm vào môi liên tục cũng là thói quen xấu, làm lây nhiễm vi khuẩn từ bàn tay sang môi, gây nhiễm trùng và khô nứt. Tiếp xúc với các chất hóa học độc hại thường xuyên chứa trong son môi như là chì, bavaben, methacrylate. Sử dụng bất kỳ loại rượu bia gây kích ứng da, bao gồm cả làn môi. Sử dụng son dưỡng môi mà chứa cồn, retinol, methyl thì cũng làm cho môi của chúng ta trở nên khô.
Và rõ ràng là chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau rất là nhiều cách để chúng ta có thể dưỡng cho làn môi của mình, như là uống đủ nước. Ví dụ như bình thường là uống từ 1,5 tới 2 lít thì có lẽ mùa đông này chúng ta phải tăng cường hơn, ví dụ từ 2 đến 3 lít chẳng hạn. Ngoài ra là việc mà chúng ta chọn son dưỡng môi hay là son để đánh hàng ngày như thế nào cũng rất là quan trọng để giúp chúng ta có một cái làn môi mềm và mọng hơn trong mùa đông này, và đôi môi của bạn sẽ đẹp, mềm mại và có sức sống trong mùa đông hơn nếu như chúng ta biết cách giữ ẩm đúng cách. Và bạn có thể dưỡng bằng son hoặc là những nguyên liệu tự nhiên đơn giản tùy theo ý thích. Tốt nhất là nên sử dụng son dưỡng vào ban ngày và dưỡng môi bằng các nguyên liệu tự nhiên trước khi đi ngủ. Những nguyên liệu tự nhiên như là mật ong này, dầu dừa đều rất là an toàn và có công dụng làm đẹp vô cùng hiệu quả. Và sau đây sẽ là cách để chúng ta chăm sóc môi bằng những nguyên liệu tự nhiên. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau những cách để chúng ta có thể dưỡng cho làn môi của mình. Và đôi khi thì chị em cũng sẽ băn khoăn là làm thế nào chúng ta có thể tự làm ra những son dưỡng cho mình chẳng hạn. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị. Dưỡng môi hồng tự nhiên với mật ong và đường nâu. Trộn một thìa cà phê đường nâu và một thìa cà phê mật ong với nhau. Rửa môi thật sạch rồi thoa hỗn hợp vừa trộn lên môi. Massage nhẹ nhàng quanh môi khoảng từ 10 đến 15 phút. Tiếp đó, bạn để yên trong 5 phút rồi rửa sạch môi bằng nước ấm. Bạn làm như vậy đều đặn một tuần từ 2 đến 3 lần sẽ cảm nhận sắc môi của mình dần thay đổi hồng hào hơn trước. Dưỡng môi bằng khoai tây. Sử dụng khoai tây chăm sóc môi là phương pháp tự nhiên mà đem lại hiệu quả bất ngờ. Vệ sinh môi thật sạch. Cắt khoai tây thành từng lát mỏng, đắp chúng lên môi. Hoặc bạn có thể nghiền khoai tây hoặc ép thành nước để thoa lên môi đều được. Chăm chỉ thực hiện, bạn sẽ thấy đôi môi trở nên hồng hào và mềm mại hơn. Dưỡng môi bằng dầu dừa. Nên sử dụng dưỡng môi bằng loại dầu dừa nguyên chất. Thoa dầu dừa lên môi 1 tiếng một lần, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 30 giây để dầu dừa thấm sâu, hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ, thoa một ít dầu dừa lên khắp môi và dùng ngón tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào môi rồi để qua đêm. Sáng ngủ dậy, rửa sạch lại bằng nước ấm. Điều này sẽ phát huy tối đa công dụng dưỡng ẩm, dưỡng môi, giúp môi căng mọng tràn đầy sức sống. Bên cạnh những cái phương pháp mà chúng tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn, đó là chúng ta có thể dưỡng môi bằng các phương pháp và các nguyên liệu tự nhiên như là mật ong hay là dầu dừa, thì quý vị và các bạn cũng nên lưu ý đó là chúng ta cần phải hạn chế tiếp xúc môi với sữa rửa mặt. Hầu hết các loại sữa rửa mặt thì có chứa thành phần tẩy rửa và làm sạch da. Môi là một bộ phận khá nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi các hóa chất hơn ở da mặt rất là nhiều lần. Chính vì vậy mà tiếp xúc quá nhiều với sữa rửa mặt sẽ khiến cho môi bị khô, bong chóc, và nhất là trong thời tiết khô hanh của mùa đông như thế này. Nếu sữa rửa mặt có chứa thành phần như là axit salicylic hay là benzoyl peroxit thì sau khi rửa mặt thì hãy chú ý thoa một lớp son dưỡng môi mỏng trước khi rửa mặt để tránh gây cho đôi môi của mình bị khô. Ở bên cạnh đó thì quý vị cũng cần phải đeo khăn ấm và khẩu trang mỗi khi ra đường. Thời tiết hanh khô, giá lạnh của mùa đông sẽ khiến cho bạn phải chăm sóc đôi môi kỹ càng hơn. Và dù bạn có dưỡng môi kỹ lưỡng thế nào, khi ở nhà trước khi ra đường thì vẫn cần phải chú ý. Đeo khăn ấm và khẩu trang sẽ giúp cho các cô gái tránh được gió lạnh gây khô môi. Và bên cạnh đó thì hãy luôn chú ý thoa son dưỡng khi lớp dưỡng bị mất kịp thời để đôi môi được bảo vệ một cách tốt nhất. Và ngoài ra thì rõ ràng chúng ta cũng sẽ cần quan tâm tới chế độ dinh dưỡng, bởi vì khi mà chúng ta có một chế độ dinh dưỡng phù hợp thì cũng sẽ tốt cho không chỉ là sức khỏe của chúng ta mà còn làn da, và trong đó thì có da môi của bạn. Để ngăn ngừa tình trạng là môi bị khô thì việc ăn uống đầy đủ các thực phẩm bao gồm là thịt này, ngũ cốc này thì sẽ khiến cho chúng ta có được dinh dưỡng nhiều hơn. Và chúng ta cũng nên lưu ý rằng là không nên liếm môi, bởi vì đúng là chị em của chúng ta mà thực ra ngày xưa mình có thói quen đó, tức là mỗi khi mà cảm thấy môi mình khô là mình sẽ liếm môi, bởi vì khi đó chúng ta thấy là có nước bọt đi qua và chúng ta có cảm thấy là môi mình mềm hơn và dễ chịu hơn. Nhưng chỉ ngay sau khi mà lúc nó khô lại thì chúng ta sẽ có cảm thấy là nó còn khô hơn lúc trước, dễ đau rát hơn và môi của chúng ta bị nứt nẻ nhiều hơn. Không biết là Trang có hay có thói quen đó ngày xưa không? Ngày xưa thì em cũng
thực ra khi nào khô quá thì em mới liếm thôi. Còn lại không thì khi mà môi của mình đủ ẩm thì mình sẽ không có cái cảm giác khó chịu để mà liếm môi. Nhưng mà khi mà môi khô thì sẽ liếm môi rất là nhiều. Và khi mà càng liếm môi thì sẽ lại càng khô hơn. Và điều đấy là điều mà ai cũng có thể cảm nhận được. Thế còn người môi khô quanh năm thì sao? Em chuyên gia liếm môi luôn, tại vì cứ khô là đúng rồi, tất cả những thói xấu. Môi ngày càng bị khô hơn bởi vì là chính cái thói quen hàng ngày của em. Với lại em bị ngứa tay, đôi khi nó thành cái thói quen là dù khi môi cũng chẳng có vấn đề gì mà cứ đưa tay lên cái bắt đầu thấy da chết là lấy đó, cho nên cũng là tác nhân gây bong da môi. Và vừa rồi thì hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ tự nhìn ra xem là mình có cái thói quen nào gây những tác dụng xấu cho làn môi của mình hay không. Và nếu như có thì ngay lập tức là chúng ta hãy bỏ những thói quen đó. Và tiếp nữa là tăng cường những cách để làm sao mà chăm sóc cho làn da môi của mình, nhất là trong những ngày lạnh giá như thế này. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nói Về Cuộc Sống của chúng tôi ngày hôm nay.